Bộ Y tế khuyến khích người dân áp dụng công thức dinh dưỡng 4-5-1 vào bữa ăn hàng ngày bên cạnh việc tăng cường vận động và giữ gìn vệ sinh cá nhân cũng như môi trường sống, để mỗi người sẽ là một lá chắn thép, vững chắc trong công cuộc chiến đấu với COVID-19. Nội dung nằm trong chuỗi hoạt động chiến dịch truyền thông niềm tin chiến thắng, được Bộ Y tế phát động nhằm nâng cao nhận thức của người dân cần tiếp tục thực hiện phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, vừa chống dịch hiệu quả vừa khôi phục và phát triển kinh tế. Một trong những biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 hiệu quả, người dân cần thực hiện chế độ dinh dưỡng đầy đủ, hợp lý và xây dựng lối sống lành mạnh tạo thành thói quen có lợi sức khỏe để đẩy lùi dịch bệnh. Việc thực hiện chế độ dinh dưỡng hợp lý sẽ giúp tăng sức đề kháng để có một sức khỏe tốt phòng chống lại dịch bệnh. Công thức dinh dưỡng 4-5-1 tăng cường sức khỏe mùa dịch cân bằng dinh dưỡng là chìa khóa để tăng cường sức đề kháng. Chế độ ăn cân đối 4 yếu tố cân đối giữa 3 nhóm chất dinh năng lượng trong chế độ ăn: carbohydrate, protein, lipid. Cân đối về protein giữa đạm động vật và thực vật, cân đối về lipid giữa lipid động vật và lipid thực vật, cân đối về vitamin và khoáng chất. Có ít nhất 5 nhóm trong 8 nhóm thực phẩm, nhóm lương thực, gạo, bột mì, nhóm hạt các loại, nhóm sữa và các chế phẩm từ sữa, nhóm thịt các loại, cá và hải sản, nhóm trứng và các sản phẩm từ trứng, nhóm củ quả màu vàng, da cam, rau xanh thẫm, nhóm rau củ quả khác, nhóm dầu ăn, mỡ các loại. Dinh dưỡng một ngày phải cân đối, an toàn. Một bữa ăn hoặc dinh dưỡng trong một ngày cần sự hài hòa giữa các nhóm chất và thực phẩm, kết hợp lựa chọn thực phẩm an toàn kể cả tươi sống và thực phẩm công nghiệp. Lưu ý, khi lựa chọn thực phẩm công nghiệp, chọn thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, chọn thực phẩm có công bố chất lượng đầy đủ, đọc kỹ thông tin về giá trị dinh dưỡng của thực phẩm trên bao bì, chọn sản phẩm có bao bì rõ thông tin thành phần nguyên liệu và hạn sử dụng, quy trình sản xuất minh bạch đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm, không nên tích trữ nhiều để luôn sử dụng được sản phẩm tươi mới. Bên cạnh đó, vận động thường xuyên tại nhà cũng giúp ta phòng bệnh hiệu quả, chỉ cần 30 phút ngày bằng bất cứ cách nào bạn thích, nhún nhảy theo các bài hát yêu thích, tích cực lên xuống cầu thang, yoga nhẹ nhàng cũng tốt, hoặc đốt mỡ thừa nhiều hơn với các bài tập cùng tạ nặng.